Trạng Bôi Sao Phiên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 12 tháng 3, em giao lưu cho anh em một số cái cảnh các loại, gồm có trà phục kiến, mê thái, phi lao, dúi và một cây hồng quân an trái. Rồi, mà số 1 là một cây hồng quân an trái nhé mấy anh em. Cây này mọc cốt, mọc cốt lên 3 thân nha. Cây đã sống khỏe. Và dòng hồng quân thì quẻ ăn rất ngon nha mấy anh em. Rồi em đo cho anh nguồn gốc là 39, chiều cao tính từ mặt chậu lên cho tao trên đỉnh là 48. Cây sống khỏe nha mấy anh em. Tàn ngang tầm 40 nha. Rồi cây hồng quân mẹ số 1 giao lưu anh em là 350 bán ship nha. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bó cẩn thận rồi cho anh em nha. Rồi qua mã số 2 là một cây dúi. Cây đã thành phẩm nha, cây cành mịn hết nha mấy anh em. Cây bờ đớ này, rất quái nha. Cây này dáng thú nè. Bờ đớ. Hai chân rất là dựng dáng nha. Thần cò lét quái nha. Tây canh nó rất là mịn nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh gốc ở dưới đây là 43, chiều cao 60. Tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 60. Tàn ngang từ bên đây qua bên kia là 30 nha. Cành rớt từ ở trên điểm đây nó rớt xuống dưới là 55. Cốt to nha mấy anh em. Cây rất là già nha. Thần cò lách nha. Thần cò lách rất quái nha. Cây này giang thú. Cái chân quỳ nè. Chân lặn này, chân rất là đẹp nha. Rồi cây dúi mã số 2 giao lưu anh em là 900 kèo bao ship nha. 900 bao ship. Cây này anh em nào lấy em đẹp chậu bó bầu gửi cho anh em nha. Rồi qua cây dúi mã số 3. Cây này một cây rỡ này co lét rất là quái nha. Bờ đớ rất là dựng dàng nha. Tây cành nuôi rất già nha. Cây rỡ quen nhân nè. Rồi em đào cái quanh là 30, chiều cao 45. Quanh góc 30, chiều cao 45. Tàn ngang tầm 40 nha. Cành rớt từ ở trên đây xuống đây cũng tầm 40 nha mấy anh em. Rồi cây dúi mã số 3 giao lưu anh em là 500 bao ship nha. 500k bao ship. Cây rỡ rất là quái nha mấy anh em. Thần cò lét. Nem trem bao ship. Cây dúi mẹ số 3. Anh em nào lấy em cũng đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mẹ số 4 là một cây phi lao. Cây này thân cò lét hút đọt nha mấy anh em. Cây này là lét thiên nhiên luôn nha. Cây gút đọt này, tây cành mịn hết nha. Bờ đớ này, cây bờ đớ trải, chân rửa trải xuống đây rất là mạnh nha. Rồi em đào cái quanh 40, quanh góc 40, quanh thân 22. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 60. Tàn ngang có cành rớt từ trước rớt ra, ngược ra sau là 62 nha. Cây rất là quái nha mấy anh em. Cây không bị bỡ bọng gì hết nha. Rồi 1 triệu tư em bao ship. 1 triệu tư bao ship cây
phi lao mà số 4. Anh em nào lái thì em cũng đẹp chậu bó bâu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây này nó lét rất là ngựa thật nha mấy anh em. Cây lét cái co rất luôn, mấy cái co rất là ngựa thật nha, thường nhiên luôn nha. Rồi qua mà số 5 là một cây Hải Châu sông cầu, cây đã thanh phẩm nha, dòng Hải Châu sông cầu. Dòng này khỏe sai cực kỳ, cây đã thanh phẩm, tay cành mịn, cây sạch kiểm hết nha mấy anh em. Cây này em quay cái bộ đỡ cho anh em xem nha. Cây này là có một cái thân lúa nó kẹp vô nha. Này, thân lúa nó kẹp một bên này nha. Thân co lách nha. Thân lách rất là quái. Rồi em đo cái quanh nè. Tổng cái quanh đây là 18 cm. Còn vành thân đây là 11 cm nha. Vành thân em đo ngay chỗ tay em chỉ đây là 11 cm. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 35, tàn ngang 40. Tây cành là cây này lĩnh hết mặt két luôn nha mấy anh em. Tây cành rất là già nha. Dòng lá tròn, tròn rất là sáng nha. Dòng lá rất sáng nha mấy anh em. Rồi bài tổng thể cho anh em xem. Rồi cây Hải Châu mẹ số nem giao lưu anh em là 1,5 triệu bao ship nhé, 1,5 triệu bao ship. Cây này anh em đang lái là em ship cả chậu luôn nha. Rồi qua mẹ số 6 là một cây trà Phúc Kiến, dòng này nó rất nhanh là cho vẻ nhé. Này cây đang cho vẻ trên cây rất nhiều nha. Cây một cốt hai thân bay nha, cây cốt bay rất là đẹp nha mấy anh em. Bờ đỡ trái nè, bờ đỡ trái. Rồi em đo cái quanh là 27, chiều cao 28, tàng bay từ sâu là bay tàng trước là 45 nha. Rồi cây trà Phúc Kiến mà số 6 giao lưu anh em là 350 bao ship nha, 350k bao ship. Rồi qua cây trà Phúc Kiến mà số 7, cây đi một cốt á. Một cốt lùng lọc nè, một cục này nha mấy anh em. Nguyên một cục đây nha. Tây cành rất da nè, cây cũng đang cho quẻ rất nhiều, quẻ to nha mấy anh em. Cây đang cho quẻ nè. Còn cái này anh em giờ sang cho trên một cái chậu đẹp là rất ok nha. Rồi em đo cái quanh nè, cũ đây là 31 nha. Quanh cũ 31, chiều cao 25, tàng ngang là 38 nhé, tàng ngang từ đây qua đây 38. Rồi cây trà Phúc Kiến mà số 7 giao lưu anh em là 320 bao ship, 320 em bao ship nhé. Rồi qua mà số 8 là một cây mê thái, cây này nguyên nhân nhưng mấy anh em cành rớt. Cành rớt từ ở trên đây nha, lên điểm đây, nó rớt xuống ở dưới đây là 55 nha, cành rớt 55. Vành thân em đo đây là 9 cm nha. Chiều cao 42, tàng ngang từ bên đây qua bên kia 40. Cây bờ đớ trải, bờ đớ rỡ nẩu nha. Rồi cây mê thái mẹ số 8 giao lưu anh em là 280 bao ship nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào và xem video thì cho em xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.